rồi mốt luôn á. Hai chiếc xà lan kề lên nhau rồi. Cái kia chết máy nữa. Trời ơi. Hả? Cứ từ từ mà lên mọi người ơi. Hello Dung Rùm, chào cả nhà. Hiện tại Dung Rùm có mặt tại cổng 10 cửa ở Ba Trường cả nhà. Bây giờ ghe tàu chuẩn bị hai bên là ta chuẩn bị mở cổng đó cả nhà. Ở này là phía trong nè, nó ghe tàu chuẩn bị ra đây để đi ra ngoài. Còn ở đây là phía ngoài. Ghe tàu cũng chuẩn bị để đi vô. Dung Rùm sẽ quay lại mở cổng 10 cửa cho cả nhà xem nha. Hiện tại thì chiếc ghe phía bên ngoài kéo không nổi cống cả nhà, cho nên nhờ chiếc xà lan ở phía bên trong đẩy cống trở ra. Thôi, quá cái những mũi neo luôn ha. Cứng dữ ta.
Rồi được rồi cả nhà ơi. Xong. Quá hay. Được không? Che, che cho này hoài, không cần nào vô đâu. Ừ, che hả? Suối vậy không? Che hả? Đông đông hả? Không có đồ chạy che, nằm ngay cửa luôn, không cần nào ra vô luôn. Thôi làm đại ca ở đây luôn hả? Quá. Rồi, cảm ơn anh Hùng đã mở cửa. Biết là bao nhiêu ghe ngoại đợi vô á. Ui, xích lên này làm mà đứng đứng á. Ôi, gầm gầm luôn. Cung kinh luôn cả nhà ơi, tiếng va chạm giữa ghe vô cái hành cống rất là lớn. Qua được rồi, một chiếc. An toàn một chiếc. Chiếc xà lan quá to luôn. Rồi, nó rất là to các bạn ơi. Quá trời to luôn. Qua được rồi, qua được rồi. Trời ơi. Xuống rồi, đi vô đeo được. Cẩn thận anh ơi, cẩn thận ơi. Ghe rất là chở nhiều quá. Anh không. Gì đấy gì sợ. Rồi ăn to. Rồi đúng rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Sự mà nói khi xem và chứng đứng tại đây xem chứng kiến các ghe đi qua lại cống mình rất là hồi hộp cả nhà, hồi hộp nhờ rất là ghe nào qua được rồi thì rất là mừng. Cái xà lan đó sao để lên rồi trời ơi mốt luôn á, hai chiếc xà lan kề lên nhau rồi, cái kia chết máy nữa trời ơi. Hả? Cứ từ từ mà lên mọi người ơi, bên kia thì cũng bị bung luôn á. Sự thì ghe ra rất là ít, ghe ra hiện tại thì ghe bên trong đi ra đã rất là dễ dàng đó nha, nó không có nguy hiểm bằng cái mức độ mà ghe từ phía ngoài cống đi vào mở cống, tại vì nước ở trong nó chảy ra nó xiết đó,
cho nên là những cái ghe nào mà chở nhiều nặng là không có lên được. Ghe này phải xà lan này phải trôi trở lại rồi nè, nặng quá nước chảy xiết quá, rồi do máy nữa, rồi tài công nữa, tài công phải thật là lái thật là cứng, tay lái là phải thật là cứng. Ôi xịt khói luôn cả nhà ơi, da vô cái gầm xịt khói luôn á. Cố lên.
tuột đỡ xuống luôn rồi cả nhà ơi. Được rồi cả nhà. Nãy bên kia là 4 lượt rồi không lên được. Cái xà lan lên được không được, cửa này qua cửa kia rồi. Hy vọng là sẽ qua. Thì người ta đi hết rồi mà vẫn chưa qua được, buồn lắm. Cố lên đi. Quá nhiều ở nhà ơi, cát mà cát ướt nữa cho nên cố lên đi. Trời ơi, 4 lần rồi. Không buông vô lái nữa rồi. Trời ơi. Thua nữa hả? Xuống nữa luôn hả? Ơi. Xuống nữa rồi cả nhà ơi. Không lên nổi. Đi qua cửa bên kia. Và chuyến này là có sự tiến bộ hơn rồi đó, qua rồi đó. Cố lên, sắp được rồi. Ô, được rồi. Qua đó cả nhà. Quá tuyệt vời. Đây là chiếc xà lan cuối trong cái đợt này được đi qua. Rồi, mừng quá. Video Dung Rồng cũng kết thúc tại đây nha nhà. Cả nhà xem video thấy hay và hấp dẫn thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ Dung Rồng. Vô tình hôm nay thì Dung Rồng được đi ngang cống bờ cửa ở ba trường và quay lại cảnh này cho cả nhà xem. Thật sự mà nói khi ngồi ở đây chứng kiến những cái ghe, những cái xà lan qua đây thì rất là hồi hộp cả nhà ơi, rất là hồi hộp. Nhưng mà ghe đã an toàn qua được tất cả các cống.
thì rất là vui. Thật sự Dung Rùm rất là vui. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Dung Rùm. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha.